Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo năm con giáp đổi vận giàu sang năm 2023 Quý Mão, dưới sự hậu thuẫn của các tinh có thể trở nên giàu có như hổ mọc thêm cánh, đánh đâu thắng đó, vơ vét hết lộc lá của thiên hạ. Sau những xui xẻo phải chịu trước đó, năm 2023 quả thực sẽ rất dư giả với họ. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Dần. Xem tử vi 2023 thoát khỏi hạn 5 tuổi giúp người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm Quý Mão. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch được như ý muốn. Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất như năm 2023 trước đó, tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn. Cũng nhờ vậy, bước sang năm 2023, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt. Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều. Người theo nghiệp kinh doanh được thần tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về, bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Còn những người tuổi này theo nghiệp trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao, cứ thế người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi. Đặc biệt nếu mua bất động sản trong năm nay, tiền trong túi của người này sinh năm Dần sẽ không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là một năm tài chính dồi dào của những người tuổi Dần. Bạn đạt được một số thành tựu vang dội trong sự nghiệp. Xin chúc mừng bạn! 2. Tuổi Sửu. Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sang năm 2023 chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt nhờ được thần tài trông nom, tài lộc của tuổi Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đấy. Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào. Thường ngày bạn có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát, bản mệnh ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của con giáp này đôi khi bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ qua. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Sửu lại rất mạnh mẽ và sở hữu tiềm năng vô hạn. Bạn luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân. Tập trung làm tốt công việc của mình, con giáp này có thể đạt được những thành tựu đúng như mong đợi. Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Tử vi cũng cho thấy trong năm 2023, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Sửu được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.
Có thể bạn chưa biết nhưng trong vòng 2 năm tới, người cầm tinh châu sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ và hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Bạn có thể nhận được một công việc mới hoặc một dự án đầu tư mới. Con giáp tuổi Sửu là người chu đáo và vững vàng, những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này ngày càng tăng tiến. Thế mới nói tử vi tuổi Sửu 2023, tiền bạc sùng rình, cầu tài cầu lợi đều đắc. 3. Tuổi Tỵ. Đối với tuổi Tỵ, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường hay những áp lực phải chịu đựng trong năm 2022 trước đó. Bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ, hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà. Trong năm Quý Mão 2023, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ lại có ngày mình lại kiếm nhiều tiền và dễ dàng, nhanh chóng đến như vậy. Thời điểm thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này ngày càng tăng tiến. Trời phú cho người tuổi Tỵ không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính bởi tham vọng này, Tỵ có thể dễ dàng nhìn thấy được thời cơ mới, làm việc, làm ăn kinh doanh cũng sẽ tiến triển. Việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, người đang làm kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi. Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương, tăng thưởng là điều dễ hiểu. Cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn, thuận lợi hơn rất nhiều. Nhìn chung, người tuổi Tỵ chỉ cần làm tốt công việc hiện tại của mình thì sẽ chẳng có gì đáng ngại về tài chính trong thời gian tới. 4. Tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất 2023, một năm nhiều may mắn, tinh tiền cùng phát mạnh. Người tuổi Tuất khi bước vào năm 2023 được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát, các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt là vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của người tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp đủ mọi chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ bù lại cho tiền đã chi ra. Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn. Cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan. Nhưng đến năm 2023, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn. Vốn dĩ, ở thời điểm làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, ai cũng đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi phương Đông cho thấy sóng gió sẽ rèn giũa cho tuổi Tuất bản lĩnh đanh thép, bằng chứng là tài lộc dần dần khởi vượng. Trong thời gian tới, người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Ngoài ra, do có các tinh so chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển không ngừng. Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn, đặc biệt người tuổi Tuất thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư vào năm 2023 thì không nên bỏ lỡ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Nhìn chung, năm 2023 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho những người tuổi Tuất về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi công việc đúng sở trường, người tuổi Tuất nên nắm bắt vì nó sẽ là tiền đề để có cuộc sống viên mãn sau này. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Năm 2023 chính là năm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này. 5. Tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi 2023 hứa hẹn đây là năm nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Mùi. Được cục diện tam hợp nâng đỡ cả trong công việc lẫn tài chính, vận may cũng ngược xuôi, tiền đâu vào đấy. Tuổi Mùi vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất 2023 vì thường gặp được nhiều quý nhân trong đời. Chưa kể bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc.
Dù trước đó đời sống của con giáp này cũng gặp khá nhiều thăng trầm, biến cố, tuy nhiên vận số của bạn không phải quá tệ, đặc biệt là trong năm Quý Mão này chính là thời gian để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời hạn trước và tích góp một khoản đáng kể cho tương lai. Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thực tế là tuổi Mùi rất chăm chỉ kiếm tiền, nhưng với tính cách chắc chắn, thành thực nên các khoản tiết kiệm và tài sản được từ từ tích lũy chứ không phải giàu có sau một đêm. Thời gian này khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp 5, gấp 3 năm cũ. Đồng thời các khoản chi phí trong năm này cũng không quá nhiều nên người tuổi này sẽ có trong tay khối tiền bạc kếch xù. Có thể thấy trong tiến trình phát triển ở năm 2023, đường tài lộc của người tuổi Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu bạn đang ấp ủ những dự tính, tiềm năng cá thể thì đây là thời gian thích hợp để bắt tay vào biến tham vọng thành hiện thực. Bạn sẽ nhận thấy rõ ràng thời cơ đến với mình càng nhiều, hãy nỗ lực tận dụng thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là tiến trình cao trào trong sự nghiệp của tuổi Mùi. Có vẻ đời sống của người tuổi Mùi trong thời gian tới sẽ bước sang một trang mới đầy rực rỡ. Dù những gì bạn đạt được là nhờ chính công sức của bản thân, song bạn vẫn nên đề phòng tiểu nhân rình rập bên cạnh sẽ tìm cách để lợi dụng chiếm đoạt tài sản của bạn. Quý vị thân mến, trên đây là những con giáp may mắn nhất trong năm 2023 Quý Mão. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!